Thông thường khi chúng ta mới bật bụng, các bạn sẽ hay bị hỏng chân. Và nếu như mà các bạn chưa tập quen thì các bạn rất là khó tập bụng khi không có dụng cụ hỗ trợ. Nhưng khuyên là những bạn nào mà các bạn mới tham gia tập luyện mà các bạn muốn tập bụng tốt thì các bạn nên mua cho mình một em như thế này để chúng ta hỗ trợ tập bụng tốt hơn các bạn nha. Rồi, đây là cách tập. Đầu tiên các bạn sẽ để hai chân vào dưới hai cái thanh hỗ trợ tập bụng. Sau đó các bạn nằm ra sàn, hai tay đặt sau gáy, hít một hơi thật sâu. Nhớ là tư thế của chúng ta là ở tư thế lưng gù nha. Những bạn nào mà các bạn mới tập thì các bạn có thể nằm xuống luôn cũng được. Lưu ý là trong quá trình tập, chúng ta sẽ mỏi vùng bụng của mình là chính. Nếu như đau lưng và mỏi cổ thì các bạn nên dừng bài tập lại để quan sát kỹ thuật động tác. Lên thở và xuống hít. Bình thường khi mà Nhung tập bụng thì Nhung sẽ không đếm số lần, mà mình chỉ cảm thấy khi nào mà cái cơ bụng của mình khá là mỏi rồi á thì mình sẽ ngưng lại và chuyển qua động tác tiếp theo. Và có một cái lưu ý rất là quan trọng là các bạn, khi mà chúng ta tập bụng á thì các bạn đừng bao giờ bỏ qua cái bài bụng chéo này nha. Đây là một bài bụng rất là quan trọng, nó giúp quyết định cái phần bụng của mình có được sát và đẹp hay không. Và dĩ nhiên chắc chắn rằng trước khi các bạn tập bài bụng thì chúng ta sẽ tập trước bài aerobics nè, hoặc là cardio nè, và những cái bài tập khác trước, sau đó chúng ta mới tập bụng cuối cùng. Vì sao? Bởi vì cơ bụng là nhóm cơ rất nhỏ, các bạn cần tập những nhóm cơ khác trên cơ thể, những nhóm cơ lớn trước để đốt mỡ tốt nhất, sau đó chúng ta mới tập đến vùng bụng các bạn nhé. Là phụ nữ thì Nhung biết các bạn ai trong chúng ta cũng muốn mình có một cái vùng bụng nhỏ nè, vòng eo săn chắc, đẹp hơn, hay còn gọi là vòng eo 56 và cơ bụng số 11 đúng không nè. Thì chúng ta không thể nào mà ngồi không ước ao những điều đó nó xảy ra được, mà các bạn phải thực hiện. Chúng ta cần phải thực hiện nhanh liền và ngay bây giờ. Nếu như bạn nào mà chúng ta chưa có cái dụng cụ hỗ trợ tập bụng này thì các bạn nên mua cho mình một cái đi nha. Nhung sẽ không có bán dụng cụ hỗ trợ tập bụng này đâu các bạn, Nhung cũng mua tại Shopee thôi. Đi ra các bạn có thể mua tại các cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao thì Nhung nghĩ cũng sẽ có bán các bạn ha. Rồi và đừng chần chờ gì nữa nào, chúng ta muốn có một vòng eo 56, cơ bụng số 11 thì các bạn hãy thực hiện nhanh liền ngay bây giờ, đừng chần chờ gì nữa. Bye bye.